Ngày 21 tháng 5, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ dò dỉ dẫn đến nổ bình ga, lửa cháy ran khiến bốn người trong một gia đình ở huyện Mù Căng Trải bị bỏng nặng, phải vào viện cấp cứu. Trong đó, một cháu bé 7 tuổi bị nặng phải chuyển tuyến lên bệnh viện bỏng quốc gia điều trị. Ông Giàng A Dình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang, huyện Mù Căng Trải cho biết, trưa ngày 17 tháng 5, gia đình ông Lù A Chơ, sinh năm 1969, ở bản Khao Mang, xã Khao Mang, làm cơm để lo đám hiếu. Trong quá trình nấu ăn, do bất cẩn không qua chốt khiến bình ga bị hở. Khi gia đình đun bếp gần đó đã bén lửa và nổ khí bình ga khiến bốn thành viên trong gia đình bị bỏng nặng. Các bệnh nhân được xác định là ông Lù A Chơ, bà Giang Thị Của sinh năm 1973, anh Phàng A Tỉnh sinh năm 1998 và cháu Lù Thị Phành sinh năm 2017. Ngay sau vụ việc xảy ra, gia đình đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Trải để cấp cứu. Sau khi được sơ cứu ban đầu, các bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ trong tình trạng bỏng độ 1, độ 2, nhiều vùng như đầu mặt, cẳng tay, cẳng chân, bàn tay, bàn chân. Một số vị trí trên cơ thể bệnh nhân bị bỏng độ 3. Tại đây, các bệnh nhân đang được điều trị tích cực và dần hồi phục. Lãnh đạo xã Khao Mang cho biết thêm, trường hợp cháu Lù Thị Phành bị bỏng nặng phải chuyển lên bệnh viện bỏng quốc gia điều trị. Tuy nhiên, gia đình cháu Phành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện gia đình không có chi phí chữa trị khi chuyển tuyến cho cháu Phành. Địa phương đang kêu gọi vận động các mạnh thường quân và người dân đóng góp hỗ trợ kinh phí điều trị cho cháu. Sáng 18 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội thông tin ban đầu về vụ cháy ở đường Láng vào khuya 17 tháng 5. Khoảng 22 giờ 15 ngày 17 tháng 5, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại tầng 2, tòa nhà số 1174, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố lập tức điều động 5 xe chữa cháy và 2 xe chỉ huy chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Đống Đa, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố tới hiện trường. Khu vực xảy ra cháy là hệ thống dây dẫn điện, tủ điện đặt tại khu lễ tân của phòng gym tầng 2 đã đóng cửa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trang thiết bị phá rỡ, cắt cửa cuốn tại khu vực tầng 2 để chữa cháy, triển khai thoát khói và dập tắt đám cháy. Đồng thời, cảnh sát tiếp cận khu vực đang có đông người tại tầng 3 và tầng 4, chấn an tinh thần, đưa và hướng dẫn người dân sử dụng bình thở, mặt nạ phòng độc cho người dân thoát nạn lên tầng mái, qua cầu thang bộ được an toàn để ra khỏi khu vực nhiễm khói. Công tác cứu nạn cứu hộ đã đưa được trên 50 người thoát nạn ra ngoài an toàn. Đến 22 giờ 36, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, diện tích xảy ra cháy khoảng 3 m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ghi nhận vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5, hàng chục xe chữa cháy, nhiều xe cứu thương và hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng nhiều lực lượng khác đang có mặt tại hiện trường. Bên ngoài Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng theo dõi. Địa điểm xảy ra vụ cháy được cho là một tòa nhà dịch vụ, vị trí gần cây xăng số 1174 đường Láng, phường Láng thượng, Đống Đa, Hà Nội. Chia sẻ với phóng viên, anh N, 5B, người vừa từ bên trong tòa nhà trên thoát ra ngoài cho biết, thời điểm xảy ra cháy, anh B đang có mặt tại quán bia nằm trên tầng 4 của tòa nhà. Anh N, 5B chia sẻ, chúng tôi đang chơi thì bị mất điện, sau đó có lại khoảng 30 phút sau mất lần nữa. Lúc này, bắt đầu xuất hiện khói tràn lên tầng 4, nơi chúng tôi đang đánh bia. Trong quán lúc đó có khá đông người. Sau đó, mọi người bắt đầu lần mò ra cầu thang và chạy xuống phía dưới, càng xuống các tầng dưới, khói càng đậm đặc, khó thở. May tôi là tốt đầu tiên xuống được và ra ngoài an toàn. Phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhân viên y tế vì khó thở, một nhân chứng cho biết, trước thời điểm có khói không hề nghe thấy tiếng kêu cứu hay kêu có cháy nào. Một nhân chứng cho hay, chúng tôi thấy khói tràn lên thì chạy xuống thôi, một số người chạy lên nóc tòa nhà. Theo tôi được biết thì ở các tầng dưới có các dịch vụ như gym, siêu thị điện máy. Theo ghi nhận đến khoảng 23 giờ 45 phút, các xe cứu thương ra vào liên tục khu vực hiện trường, trên xe có nạn nhân. Lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở đám đông hiếu kỳ giải tán. Bên trong tòa nhà đám cháy đã được khống chế, lực lượng chức năng đang tập trung thoát khói và tìm kiếm cứu nạn người mắc kẹt một vụ hỏa hoạn vào dạng sáng ngày 12 tháng 5 đã thiêu dụi phần lớn trung tâm mua sắm Mariwinka, nơi có hàng ngàn người Việt đang hoạt động kinh doanh. Theo báo cáo, trung tâm mua sắm đông người Việt vừa xảy ra hỏa hoạn này có khoảng 1.400 gian hàng, nằm ở quận Bialoleka thuộc thủ đô Warsaw so của Ba Lan. Vụ hỏa hoạn là thảm kịch cho hàng nghìn hộ kinh doanh trong đó đa số là người Việt ở Ba Lan. Hàng nghìn người Việt Nam kinh doanh ở chợ Mariwinka đối diện với việc mất trắng tài sản. Cơ quan cứu hỏa cho biết, Ngọn lửa đã lan nhanh tới hầu hết các quầy hàng vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 12 tháng 5. Lực lượng chữa cháy đã phải huy động 50 xe cứu hỏa, 200 lính cứu hỏa đã tham gia công tác chữa cháy. Giao thông trong khu vực quận Biatostka bị cản trở, các ngã đường dẫn tới khu chợ đã bị chặn lại. Hiện tại, chưa có báo cáo cho thấy có người bị thương vong, cơ quan chức năng Ba Lan đang nỗ lực xử lý và sẽ điều tra làm rõ. Trung tâm mua sắm Marijinska, hay còn gọi là chợ Marijinska 44 là khu chợ có diện tích khoảng 60.000 60 m2 với trên 1.400 quầy hàng, đa số các quầy hàng là của người Việt. Theo quy định, các trung tâm mua sắm và cửa hàng lớn thường phải đóng cửa vào chủ nhật do lệnh cấm buôn bán mà chính phủ tiền nhiệm ban hành. Tối mùng 10 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại gỗ Bình Minh, số 72 đường Kiểm ấp Vàm xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương. Căn cứ vào tài liệu, Chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của công ty gỗ Bình Minh hết hạn kiểm định an toàn từ 26 tháng 11 năm 2022 và bình nén khí hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5 tháng 1 năm 2024. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn nhưng công ty gỗ Bình Minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất. Trong vụ việc này, ông Feng Yong, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc Giám đốc công ty gỗ Bình Minh là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi, điều hành mọi hoạt động của công ty. Do đó, hành vi của ông Feng Yong có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn lao động, được quy định tại điều 295 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Feng Yong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Các quyết định lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Trước đó, sáng mùng 4 tháng 5 Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Như đưa tin, lúc 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, tại công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật, Lò hơi nổ làm 6 công nhân chết tại chỗ và 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo ủy ban nhân dân và công an tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu, thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Phan Dông, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh, đóng trên địa bàn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại Điều 295, Bộ Luật Hình sự. Các quy định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương xảy ra tại công ty trên. Như đã đưa tin, sáng ngày 1 tháng 5, vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực xưởng bán thành phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh làm 6 người tử vong, trong đó một người quốc tịch Trung Quốc, còn 5 công nhân khác đang làm việc gần đó bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ, công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật khiến lò hơi phát nổ, gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, trong quá trình hoạt động, công ty có lắp đặt lò hơi dạng ống nước, công suất sinh hơi là 1.000 kg trên giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm. Ngày 30 tháng 4, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa. Tuy nhiên, sáng ngày 1 tháng 5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì lò hơi phát nổ. Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh do ông Phan Nhông, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình. Công ty có khoảng 200 lao động, riêng thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên có 42 công nhân đang làm việc.